Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn vệ sinh thực phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, học sinh cấp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3. Bên cạnh triển khai có hiệu quả các biện pháp khử khuẩn, phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh trường lớp học, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh, thì vấn đề an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể cho học sinh ở nội trú cũng được các cấp, các ngành và các nhà trường đặc biệt quan tâm nhằm mang đến cho học sinh một môi trường học tập an toàn. Đây cũng là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ngay sau khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì việc thực hiện các hoạt động dạy và học trở lại sau Tết Nguyên đán từ ngày 2 tháng 3. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong và xung quanh trường lớp theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế, thì trường Trung học Phổ thông Nội trú tỉnh cũng đã lên phương án triển khai các điều kiện cho học sinh nội trú về phòng ở, phòng cách ly tạm thời cho học sinh có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt là lên phương án trong việc tổ chức các hoạt động ăn ở, sinh hoạt hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm phòng chống dịch bệnh hiệu quả cho học sinh. Về cái vấn đề sinh hoạt ăn uống của học sinh, thì hàng ngày nhà trường sẽ có cái kế hoạch, đó là bộ phận quản trị, tổ quản trị sẽ là kiểm tra cái việc là thực phẩm, chế biến những cái thực phẩm này đảm bảo là chín cho học sinh. Thế và nước thì nhà trường có kế hoạch là sẽ đun nước sôi để cho học sinh sử dụng trong ngày. Mọi khi thì các em sẽ ăn ở bếp ăn tập trung. Tuy nhiên do cái phòng tránh dịch tốt để đảm bảo thì chúng tôi đã có cái kế hoạch là quản lý các em, phân công cho các em là sẽ không ăn tập trung ở nhà bếp, mà các em sẽ trực tiếp dùng cái cặp lồng, tức là đồ dùng riêng của các em để các em ăn tại phòng ăn. Tại phòng ăn thì mỗi phòng của nhà trường thì các em ở ký túc có từ 6 đến 8 học sinh. Năm học 2019-2020, trường Trung học Phổ thông chuyên có 1.008 học sinh, trong đó có gần 150 học sinh ăn ở ký túc xá tại nhà trường. Từ nhiều năm nay, để đảm bảo các điều kiện học tập 2 buổi trên ngày, nhà trường có 2 căng tin phục vụ cho học sinh ăn ở lại trường và cung cấp suất ăn trưa, tối cho học sinh ở nội trú với hơn 1.000 suất ăn mỗi ngày. Tuy nhiên, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, ở thời điểm này, nhà trường chỉ tổ chức cho học sinh chính khóa vào buổi sáng, dừng tất cả các hoạt động ngoại khóa, tập thể, phụ đạo thêm hay các hoạt động tự học của học sinh vào buổi chiều. Tiếp tục tăng cường việc hướng dẫn tổ chức học tập cho học sinh qua hệ thống công nghệ thông tin. Do đó, hiện căng tin của nhà trường chỉ phục vụ cho học sinh ăn ở nội trú với khoảng trên 200 suất ăn mỗi ngày. Bên cạnh việc thực hiện tốt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, căng tin nhà trường cũng đã chú trọng đến việc đổi món, tăng cường chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Khi mà xuống trường thì bọn em đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về cái cách mà phòng chống dịch bệnh. Và với về phòng phần bếp ăn của nhà trường thì em cảm thấy nhà trường đã làm rất tốt trong cái việc mà phòng chống dịch bệnh, thức ăn rất là sạch. Các món ăn hàng ngày thì thường xuyên được thay đổi và rất là đa dạng, và cá nhân em cảm thấy rất là đầy đủ dinh dưỡng cho bọn em, phục vụ cho bọn em học tập. Tôi thì công tác được chục năm rồi, nhưng mà nói về khâu an toàn thực phẩm thì chưa xảy ra một trường hợp nào gọi dù là nhỏ nhất. Chỉ nói đơn giản là đau bụng chẳng hạn, ví dụ thế thôi. Bởi vì là cái nguồn gốc thực phẩm thì mình phải lấy đồ tươi sống. Thế nên là cũng chưa bị xảy ra như lần nào cả. Mà các con học sinh ở đây ăn uống cũng đầy đủ, chế độ dinh dưỡng thì cũng thực đơn, kiểu thay đổi. Ngày hôm nay là món này, ngày mai là món khác, cứ thay đổi thực đơn trong tuần cho các con ăn, đảm bảo chất dinh dưỡng cho các con. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong thời điểm diễn ra dịch bệnh, trường Trung học Phổ thông chuyên cũng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến khâu quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động nhập nguyên liệu, sơ chế, chế biến và vệ sinh, khử khuẩn bàn ghế, dụng cụ, đồ dùng đựng thực phẩm, bát đũa. Hiện nay do không có việc học thêm của nhà trường, thế cho nên là thông thường các bếp ăn chỉ phục vụ trên 150 em thôi. Tuy nhiên vậy, nhà trường luôn coi trọng cái vệ sinh an toàn thực phẩm từ trước đến giờ. Trong đợt này thì nhà trường đã chỉ đạo khắt khe hơn nữa những cái đảm bảo vệ sinh của cái khu bếp ăn. Chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh, đã pha cái dung dịch khử khuẩn chloramin B vào đấy để yêu cầu hàng ngày các bếp ăn phải vệ sinh toàn bộ cái khu vực mà các em sinh hoạt ở đó. Thứ hai nữa là tăng cường các cái thức ăn nhiều rau quả lên để đảm bảo các em có cái thể trạng thể lực tốt, chủ động trong cái việc phòng chống bệnh tật của các em.
Còn tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bảo Thắng, trong tổng số 483 học sinh của trường thì có 203 học sinh bậc trung học phổ thông quay trở lại trường. Ngoài các hoạt động học tập thì học sinh còn ăn ở, sinh hoạt tập trung tại trường. Do vậy, bên cạnh thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như phun tiêu độc khử trùng, thực hiện vệ sinh trường lớp, khu ký túc xá, thực hiện các bước giao nhận học sinh ngay tại cổng trường và chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay khô, xà phòng, khẩu trang cho học sinh, thì việc sắp xếp vệ sinh khử khuẩn tại khu nhà ăn, bếp nấu, chuẩn bị nguồn nguyên liệu thực phẩm cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Chúng tôi sẽ là nhận thực phẩm từ chị thủ kho, rồi bắt đầu chúng tôi mang ra thì thức ăn là phải đảm bảo là sạch sẽ mà tươi ngon, rồi làm sạch sẽ rồi nấu, đến bước nấu rồi đến bước lấy lên để chia cho các cháu. Trước và sau khi sắp xếp những cái đồ ăn lên thì những cái bàn ăn ấy thì là bọn chúng tôi pha những cái dung dịch để mang lên để tẩy rửa rồi để lau bàn ăn trước khi để chúng tôi sắp xếp đồ ăn lên cho các cháu. Các em 100% ăn ở tại trường 24/24 thì chúng tôi xác định cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm có lẽ là hàng đầu trong cái tình hình dịch bệnh như thế này. Thế và đối với tổ nuôi dưỡng là trực tiếp nhận thực phẩm tay ba, thì chúng tôi kiểm tra thực phẩm phải tươi sống, rất là ngon thì chúng tôi mới nhận. Thế trong quá trình nấu thì đảm bảo bếp ăn một chiều, đó là có khu sơ chế các cái thực phẩm tươi sống ở bên ngoài. Sau đó là được đưa vào cái cửa sau để cho vào trong nhà bếp để nấu. Và khi nấu chín xong thì có một cái cửa đi ra bên ngoài này để đưa lên nhà ăn để chia. Và có thể nói là trước kia chúng tôi vẫn làm, nhưng mà từ khi dịch bệnh thì chúng tôi còn làm chặt chẽ hơn. Đó là thường xuyên tôi là được phân công phụ trách trực tiếp tổ nuôi dưỡng. Thì chúng tôi xuống một buổi sáng là tôi phải xuống tới 3-4 lần. 3-4 lần để kiểm tra từ khi nhận thực phẩm cho đến khi sơ chế, cho đến khi nấu nướng và cho đến khi phải chia lên bàn ăn. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các khâu nhập chế biến thực phẩm, thì việc nâng cao giáo dục sức khỏe cho học sinh cũng được trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bảo Thắng chú trọng. Vẫn tổ chức hoạt động ăn trưa, tối tập trung tại nhà ăn, song các thầy cô giáo đã hướng dẫn yêu cầu học sinh thực hiện đầy đủ các bước vệ sinh tay chân trước khi ăn, sau khi ăn, khi ngồi vào bàn ăn thì hạn chế trao đổi, giữ trật tự trong khi ăn. Trước khi vào trường thì chúng em được thầy cô tuyên truyền về dịch bệnh, rồi đo thân nhiệt, sát khuẩn khô, rồi vào trường dọn vệ sinh tổng hợp trường. Và đặc biệt là chúng em được ăn ở tại trường, nên là thầy cô đã hướng dẫn rất là kỹ về vấn đề phòng chống dịch bệnh, rửa tay trước và sau khi ăn, cảm giác rất là yên tâm khi ăn ở tại trường. Hiện 100% các trường nội trú trên địa bàn tỉnh đều có bếp ăn tập thể và thực hiện ký hợp đồng với tổ chức nhân viên cấp dưỡng thực hiện nấu ăn ngay tại nhà trường. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị, trường học phối hợp với ngành y tế và các ngành có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, theo dõi và quản lý tốt sức khỏe cho học sinh cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh, cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là triển khai được những giải pháp cụ thể phù hợp với từng đơn vị trường học nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Tôi cũng chỉ đạo mạnh cái chỗ tổ chức các hoạt động nội trú, bán trú thì phải đảm bảo vệ sinh an toàn. Đấy. Và như tôi đã nói, tức là một là vệ sinh, đảm bảo cái việc ăn ở của các cháu. Hai nữa là không tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm, các cái hoạt động ngoài giờ đến lớp mà tụ tập đông người. Thế còn việc tổ chức ăn cho các cháu thì cũng không nhất thiết là phải tập trung ở bếp, mà để có thể phân tán nó ra. Đấy, ăn ở bếp, ăn ở phòng ở, ăn ở lớp học. Đấy, miễn là cái việc tập trung đông người nó không diễn ra, để nó đề phòng cái việc là tụ tập đông người thì nó phòng chống dịch nó không được tốt. Với sự chỉ đạo vào cuộc quyết liệt của Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng sự nghiêm túc thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp hiệu quả của các đơn vị nhà trường, các em học sinh không chỉ được học tập trong môi trường tích cực, hiệu quả, an toàn, mà còn được đảm bảo chăm lo tốt về sức khỏe nhằm nâng cao thể chất, giúp phòng tránh dịch bệnh hiệu quả. Tới đây thì thời lượng dành cho chuyên mục An toàn vệ sinh thực phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.